Trời, nó cho tôi thiếu yên ở đây nó, trời ơi khổ ghê không. Lên mít đi à, bà con cô bác ơi. Ồ, thế người không làm được cái gì? Đổ thế này đánh đấm gì? 29 đội mình đang đứng ô 19 luôn à. Chờ lính đây, có lính thôi anh em ơi. Con lính kiếm đồ. Rồi biết ngắt luôn. Luôn rồi, biết ngắt luôn rồi, phải chơi liều thôi bà con ạ. Long tước không có chết cha xong bị khống chế ta. Ủa cái bang nó chết rồi kìa. Ui ghê vậy. Ôi sao tim mình ảo vậy anh em. Không xem thường được mấy quỷ long tước, nó chứ cứu nhạn thôi nha, chết anh em ạ. Hay là nó kẹt à. Đây có vàng hoa. Anh em ơi xin 500 thuẫn anh em ơi. Một giây, một giây. Anh đang chơi bên Trang. Được siêu máu. Ủa có túi sơ kìa anh em. Mình chưa biết kiếp lận lưng. Đây đây có lính nữa nè. Ui gần hết rồi, gần chết rồi, ăn luôn đi. Boss xuất hiện. Ồ trên luôn kìa, giờ anh em tính sao? Nên luôn, sợ gì? Luôn ạ, à. Hộp báo vậy. Nhà chưa bị kiếp. À, ngày mai này nó còn nghèo đồ hơn mình nữa ta. Bên phải nha, bên phải có địch nha. Thì boss bên đó mà, ôi có người con chấm máu kìa. Thằng kiếm, thằng kiếm. Không có chiêu khống chế. Đừng đuổi, hết chiêu mà. Không vô trong thôi, không vô trong thôi. Không vô trong thôi. Quay lại. Ý, sao nhặt không được ta? Về cho lính thôi. 7 giây nữa. Ý, con này có đồ nè, trời ngon vậy. Ôi lính kìa, quá trời lính luôn. Thôi ok rồi, hồi được máu anh em ạ. Ngon lành cành me rồi. Nó vẫn còn luôn ta. Boss 40%. Vô không? Vô. Hồi chưa rồi. Từ từ. Đâu là Thiên Nhẫn. Mày khô máu mày luôn nè. Đây. Còn nó chết rồi đó, để lại cái rương này kìa. Nhanh rồi lượm. Có gì lượm đó, cái có đá mà xin. Nữa, không chế chung. Giọt lẻ anh em ơi. Mình... Ôi, viên rồi, đúng không? Con viên nha, nhặt rồi boss dưới luôn kìa. Ai lượm đá à? Nhảy, ồ nhảy ra không kịp luôn anh em, vãi nồi thiệt. Nào, em không chế rồi. Thôi, đang hồi. Chết luôn à, ghê vậy. Nhảy mới thấy nó cấu né cái nhảy kinh công mà nhảy không kịp, lóc lẹ dám mang thiệt chứ. Nhảy cầm đá hả? Nhảy cầm đá. Đi. Cầm máu nha. Cầm máu. Rồi, ok. Hồi máu chậm rồi. Cần làm người đó anh em ạ, bây giờ giờ mình về tới boss, chắc con boss hết giờ luôn boss ơi. Từ từ thôi. Cho nó đánh nhau chán thì mình xuống. Không có chấm đỏ. Hồi mộng. Bốt ăn rồi à? Vào đây. Dương môn, hai dương môn nha, hai con dương môn nha anh em ơi. Rồi, chết tụi bay với tao luôn rồi. Rồi. Và thế là nó chết.
con chắc ẩn rồi quá. Boss có gì không ta? Bị thiên luôn. Một có mỗi cái bí kíp cao. Nhai ra đây mình đổi. Đổi bí kíp cao này. À, cũng được, nhai lấy bí kíp cao nha. Vuốt, vuốt nó sẽ xuyên quần, cái hồi máu chứ nhầm. Ý gì vậy? Rồi. Nhẹ, có máu cho em không? Support. Ý, kháng kệ anh em, cho anh em cái ẩn thân này để có gì ẩn giọt cho lẹ. Lên trên thôi. Đúng tự bóp trái. Có ngựa không chịu chết ha. Máu đâu? Không có máu luôn. Support. Từ từ thôi. Chờ đóng bo đi. Có địch. Thao tượng dưới anh em ơi, rút qua này đi. Tìm nó xuống dưới rồi đấy. Chỉ thế nào có tim chạy ngang đây nè. Có lính kêu em với nha. Đợi mấy giây nữa đi. Gà lâu lâu cầm long tước quẩy tầm mai ông đã ghê chứ bộ. Rồi, lính xuất hiện, bà con ơi. Con anh ơi, con lính anh ơi, búp anh ơi, cửa ơi. Không nhìn đi, đàn kiếm đâu luôn. Nó không lên luôn. Ủa kỳ vậy? Thương giảm rồi. Lên thôi. Đứng kìa. Qua cho lính luôn, còn 10 đội. Đây, ra mới là búp không còn này. Thấy bữa sọ sắp được luôn á. Cứ cao kìa anh em, cầm đồ cho nhiều anh em ạ. Cái bàn nhau dưới gớm ấy. Xuống không? Xuống kiếm mấy cái kèo ăn thôi đi. Ủa, lại cái bàn nữa nè. Có chấm đỏ dưới, có chấm đỏ dưới. Giết dừng môn thôi, kẹn chó đen đi. Ủa nó bắt từ đâu vậy? Bắt từ trên trái. Thế này nè. Lên trên nha anh em ơi. Chắc ta qua bên này nè, Bắt từ đâu vậy ta? Lên trên luôn. Bắt phụ đắng. Có phòng dưới. Dưới, có địch. Sau có địch nha. Ok. Còn con dương môn đấy mày đúng không ta? Tìm nó không đúng ca anh. Nhá, đàn kiếp cho trường ca nha. Đi sang thôi. Vô boss thôi anh em hay là ra hả trời? Vô boss luôn. Chết. Cẩn thận nha, cô độc đóng event mở rồi. Nó vô nè, một con dưới kìa, tiêu dao. Cẩn thận á. Ý, chơi mà chơi lì xì, vui. Có bí kíp cao kìa anh em, ơi. Nó vô, còn con trường ca. Chạy giường cái. Không có gì, đi thôi. Chuẩn bị bật mới luôn anh em ạ. À. Đây. Tiêu dao, dương môn. À quên thả cái bóng rồi. Vậy mà mình bị tàn phế ta lâu vậy. Ôi. Dương môn lag đi. Tự nhiên bị tàn phế. Lính nha ơi, ra đây lính này. Sao nhai thấy có cảm giác hơi bị giật ta? Ừ, hơi lát. Này em có 4 cái rồi. Đấy em thả ra 2 cái rồi nha. Xuống. Nhà đi, mình có 2 cái rồi. Xuống dưới này mà. Không bố đi. Ê, ẩn thân, ủi. Đâu nhiều vậy?
Pha miếng rớt hai cái luôn. Ôi không ai luôn trời. Hay kim nữa quýnh cho đã. Máu kìa anh em. Kỹ năng ngưỡng thân. Bị kiếp cao. Cao rồi thì sang đây thôi. Ở sau. Ui ui quán len nó quýnh nhai nè, Đánh nhau đây. Nguy hiểm thiệt. Bị kịp ẩn thân người máu tàn lẹt nè. Máu thiệt nè anh em, nhặt anh em nha, full rương rồi. Còn 3 đội. Bỏ bất kê ẩn thân nhặt viên máu. Máu thiệt luôn á anh em ạ, trời ơi. Quá trời đồ. Mà cái vấn đề không có cường hóa cao ta, kỳ vậy. Cẩn thận nha anh em ơi, mình chưa biết mấy team kia phá gì luôn á. Tập trung đi. Máu ở đây nữa nè. Ồ không có biết chiếc cao, không có cường hóa cao trời. 10 chuẩn bị đón. Đóng rồi. Có cục máu nè. Lụm liền. Ôi chạy mấy khu không có biết chiếc cao trên còn cái thân kìa anh em. Hết rồi, hết tim rồi. Còn hai đầu em. Ui. Đã tính ra tim Dương Môn với con vỏ đen này. Thống lâu ghê. Okay. Rồi, được bịch kim, được team này rồi anh em ơi.